không? Đó, nào con chung đó. À, anh Nghĩa, cái chơi thành điệu lắm đó nha. Sao vậy? Ê, bị người đem mất hồn hả? Vô đi, mà vô đi. Tụi bay đây nha, tao ra ngoài gọi điện thoại cái. Ủa, cái gì vậy? Vô. Nghe không? Anh Minh hả? Em có chuyện này muốn nói với anh. Em không biết là anh có muốn nghe hay không, nhưng em nhất định sẽ nói. Gì vậy ông? Hôm nay làm gì mà rào trước đón sau dữ vậy? Chuyện công ty Thanh Cường sắp vỡ nợ phải không? Chuyện đó tôi biết rồi. Không phải chuyện của công ty Thanh Cường, mà là chuyện của Phương Nghi. Cái gì? Chuyện của Phương Nghi hả? Sao? Phương Nghi sao? Hả? Có chuyện gì xảy ra cho Phương Nghi vậy? Ủa, đang ở vũ trường Phi Ân. Đang nhậu say sưa ở đây nè, anh đến đi. Cái gì? Tại sao lại tới vũ trường uống rượu là sao? Em cũng không biết nữa, nhưng mà em chỉ thấy cổ. Vậy đám con trai đang bao quanh lấy cổ, nhảy múa loạn xạ ở đây, nên em báo cho anh biết đó. Thôi được rồi, bây giờ tôi nhờ cậu, cậu trông chừng cổ cho tôi, nghe chưa? Dạ dạ dạ. Tôi đến liền. Dạ dạ. Rồi rồi rồi, rồi vậy nghe. Dạ dạ dạ. Con, Phương Nghi có chuyện gì hả? Dạ, Phương Nghi tới vũ trường rồi uống rượu rồi nhảy tưng bừng, bạn con ở đó nó thấy báo cho con biết. Tại sao lại tới vũ trường? Trời đất ơi, cái con này. Con ơi, bây giờ nó con sao không vậy? Mẹ bình tĩnh đi, để con tới đó con sao. Thôi, hay là để mẹ đi chung với con, để mẹ tới đó con nói sao đã con. Mẹ ở nhà đi, con đi một mình con đưa cổ về đây mà. Con ráng tìm cách đưa nó về đây nghe con. Mẹ muốn gặp mấy hôm nay mà gọi điện thì nó không bắt máy, tới nhà kiếm cũng không có nữa. Mà Vũ Mười đó lúc này nó đi chơi thâu đêm suốt sáng, mẹ lo lắm mình ơi. Nó tuyệt vọng nên sống buông thả, con giúp mẹ kéo nó về đây nghe con. Con biết mà, mẹ đừng có lo quá, con sẽ đưa Phương Nghi về đây, mẹ yên tâm đi. Con đi nghe mẹ, để con lên thay đồ đã. Lạy trời Phật, nó vẫn còn quan tâm tới con bé. Phương Nghi muốn chơi vui vẻ, anh để cổ đi về. Nữa đi. À, khoan. Nghi ơi, không mấy bây giờ á, Nghi xỉn rồi, Nghi đi về nhà đi, không thôi ở nhà lo nha. Cái gì? Nhà hả? Ừ, không có còn nhà nào mà đi về hơi thiệt không? Ở đây chơi, ở đây là nhà, vô. À, không, anh muốn Nghi tới đưa Nghi về, đi về với anh đi, rồi ngày mai Nghi gọi cho Nghi rồi mình đi chơi tiếp hả? Không, ở đây. Anh trai hả? Thôi, anh trai anh về đi nha, bye bye. Chơi tiếp, vô, nhảy. Thôi, lên chơi tiếp đi Nghi ơi. Đi. Cô hỏi anh chị đi về chưa hả? Gì đâu? Hả? Về đâu? Mẹ của tôi tới đây đón anh về đó. Nếu là con về, tôi sẽ gọi điện cho mẹ. Sợ quá. Nè, nhà đó, bây giờ là nhà của anh. Mẹ, là mẹ của anh. Anh có tất cả. Tôi không có gì hết. Tôi là con số không? Em bên nhà là vậy hả Phương Nghi? Tôi là vậy đó.
vậy đó. Mẹ giúp con tay. Trời đất ơi, sao sao dữ vậy nè con? Cô xỉn quá rồi. Đi con, đi đi, từ từ, có chân té. Vô đây. Trời ơi, con ơi, té nghe con, từ từ nghe. Trời ơi, ôi trời ơi, sao mà xỉn dữ vậy nè? Trời, từ từ nghe. Ơi, nằm xuống đây coi chừng. Ôi trời ơi, để con coi chừng, coi chừng mà vô lấy khăn ra là mặt cho nó. Dạ dạ. Ôi.